Người đàn ông tóc dài lôi thôi này là một đặc công không có khả năng miễn dịch với mỹ nhân kế tên Machete. Machete đang cùng với bạn gái đấu lại một nhóm bộ đội bị quân sự hóa. Nhóm người này thường xuyên buôn lậu đạn dược của quân đội. Tuy chỉ có hai người, nhưng vì là nhân vật chính, họ dễ dàng khống chế được nhóm bộ đội kia. Nhưng không ai ngờ tới, một nhóm phần tử khủng bố xông đến. Lần này thì dù có là nhân vật chính, Machete cũng không thắng nổi. Để bảo đảm tin tức về tổ chức không bị truyền ra ngoài, nhóm phần tử khủng bố giết người diệt khẩu sạch sẽ toàn bộ nhóm bộ đội, còn định xử lý luôn Machete và bạn gái. Lúc chuẩn bị nổ súng, lại có một nhóm thế lực khác xuất hiện, họ có trang thiết bị rất đáng gờm, đến bằng máy bay trực thăng, động tác dứt khoát thành thục đẩy lùi đám khủng bố. Machete cũng không biết họ là ai, giờ này cũng chẳng còn phân biệt được ai là kẻ thù ai là bạn nữa. Anh bảo bạn gái rút trước, nhưng cô ấy không nghe lời. Người ta nói, không nghe lời nhân vật chính, chỉ có thiệt. Ngay sau đó, cô đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, một cỗ tên lửa đạn đạo khổng lồ, nên lập tức bị một kẻ đeo mặt nạ bắn chết. Machete đau lòng ôm xác bạn gái. Cùng lúc đó, cảnh sát tới nơi, bắt anh đi mất. Họ phán cho anh tội giết người và phạt tử hình. Nhân vật chính sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Không lâu sau, Tổng thống gọi Machete đến Nhà Trắng, muốn anh giúp điều tra tên cầm đầu nhóm phần tử khủng bố Marcos. Kế hoạch tiếp theo là gì? Nếu hắn có hại cho đất nước, thì anh hoàn toàn có thể loại trừ Marcos. Mục đích của ông ta rõ ràng là muốn Machete giết Marcos, chứ một phần tử khủng bố thì làm sao có ích cho đất nước được chứ? Để được tiếp tục sống, Machete đã đồng ý. Sau đó anh quen biết một nữ đặc công còn xinh đẹp hơn người bạn gái quá cố tên là Blanca. Nhờ Blanca giới thiệu, Machete lại quen thêm một vũ nữ, thực chất ra là một kỹ nữ, tên là Ceresa. Ceresa cũng vô cùng xinh đẹp, sở hữu vẻ bề ngoài mà người bình thường khó mà mua được. Tuy cô là kỹ nữ, nhưng cũng là một thí sinh hoa hậu. Machete cần sự giúp đỡ của Ceresa để tiếp cận được Marcos. Nói là làm, Machete đến kỹ viện, sau một trận đấu kịch liệt, cuối cùng cũng đã đem được Ceresa ra ngoài. Thế là Ceresa đưa họ đến xào huyệt của Marcos. Nhưng hắn ta là kẻ phản diện có não, sớm đã nhìn thấu kế hoạch của Machete nên chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Ceresa, còn vứt xác cô ra khỏi máy bay, rồi đem Machete về xào huyệt. Marcos đã lộ diện. Lần đầu gặp, Machete đã có cảm nhận đây là một thằng điên, tự nhiên lại cởi quần áo trước mặt mình. Những chuyện sẽ diễn ra sau đó, Machete còn không dám nghĩ đến. Nhưng anh đã trách nhầm hắn. Hắn chỉ đang khoe khoang vũ khí được lắp đặt trên người mình thôi. Trong tay Marcos đang nắm giữ một cỗ tên lửa đạn đạo với uy lực khổng lồ. Hắn ta định dùng nó để tấn công nước Mỹ. Thiết bị điều khiển cỗ tên lửa đạn đạo này được lắp ở vị trí tim của hắn. Chỉ cần trái tim hắn ngừng đập, tên lửa sẽ bắt đầu hoạt động. Nơi lắp đặt tên lửa là ở Nhà Trắng. Nhưng Marcos cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ kích thích, nên đã bỏ mấy chục triệu đô để treo thưởng cho ai giết được hắn, đồng thời kích nổ Nhà Trắng. Bạn tưởng câu chuyện chỉ như vậy thôi sao? Thứ mà Marcos theo đuổi chỉ là sự kích thích tột độ. Hắn ta sợ mình sẽ hối hận nên đã tháo nút kích hoạt trên thiết bị điều khiển. Như vậy việc kích nổ Nhà Trắng lại càng đơn giản hơn, chỉ cần 24 giờ đếm ngược kết thúc, Nhà Trắng sẽ tan tành thành đống đổ nát. Cũng có nghĩa là kẻ muốn lấy được phần thưởng chỉ còn 24 giờ để truy sát Marcos, sau đó hết chuyện. Hiện tại họ đang ở Mexico, quân đội của Mexico cũng sẽ tấn công họ. Người khó xử nhất là Machete, nhiệm vụ của anh vốn là giết Marcos, nhưng bây giờ việc anh phải làm là bảo vệ hắn. Machete lái máy bay trực thăng đưa Marcos trốn thoát. Đột nhiên có tiếng đạn lạc, các binh sĩ dưới thuyền đang nhắm bắn họ. Máy bay sắp bị bắn phát nổ rồi, Machete quyết định kéo Marcos cùng nhảy xuống thuyền, rồi nhẹ nhàng xử lý binh sĩ trên thuyền. Còn tiện thể vứt một kẻ xấu số lên chân vịt của máy bay, khiến anh ta bị xé xác thành từng mảnh vụn. Đi máy bay trực thăng còn không an toàn thì đừng nói đến ngồi cano. Vệ binh ở khắp nơi. Machete lập tức chạm mặt với màn quét súng của họ, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đối với anh. Anh tóm Marcos cùng nhảy xuống nước, chiếc cano dựng lên theo ám hiệu của anh, hướng về phía vệ binh lao đi, còn anh đã ám hiệu như thế nào để nó bay lên thì đừng hỏi, tôi cũng không biết được đâu. Máy bay trực thăng có chân vịt, cano cũng có, sức mạnh đến từ những chiếc chân vịt nhỏ bé lại vô cùng đáng gờm, nó đã biến các vệ binh thành nhân bánh chẻo. Trên thế giới có biết bao nhiêu bộ phim nói về các đặc công, nhưng thích dùng chân vịt giết người, chắc chỉ có Machete. Anh lôi Marcos lên bờ rồi tiếp tục chạy trốn. Nhưng vất vả cho anh quá, vì kẻ truy sát Marcos nhiều vô kể, anh phải đi đến đâu đánh đến đấy, cuối cùng lên được xe bọc thép trốn đi. Cùng lúc này, đồng bọn của Ceresa cũng đuổi đến. Ceresa chính là cô gái kỹ nữ đã bị thuộc hạ của Marcos giết chết, nên đồng bọn của cô cũng đều là kỹ nữ. Bọn họ đến không vì mục đích gì khác, tình chị em bao la bất diệt, họ muốn trả thù cho Ceresa. Sức chiến đấu của mấy cô kỹ nữ này còn mạnh mẽ hơn cả Machete, họ còn có những thứ vũ khí hết sức kỳ quái, mà tôi còn không biết nên đặt tên cho mấy loại vũ khí này như thế nào, các bạn tự xem nhé. Tuy khả năng chiến đấu của những cô gái này rất khá, nhưng Machete vẫn trốn thoát được đến biên giới Mexico. Chỉ cần qua được biên giới, sẽ có người của Tổng thống đến giúp. Nhưng trước mắt anh có một vấn đề khó nhằn cần giải quyết,
đó là một bức tường cao ngất vô cùng vững chãi ở biên giới. Làm thế nào để vượt qua được bây giờ? Việc này chắc chắn người bình thường không thể làm được, nhưng với Machete cũng khó đấy như không hề gì. Anh đạp ga hết tốc lực, sống chết có số. Một đường hầm bất ngờ xuất hiện, Machete lái chiếc xe bọc thép, đi men theo đường hầm ra khỏi Mexico. Thoát nạn, Machete rất vui mừng, nhưng anh đã vui mừng quá sớm. Lại xuất hiện một đám người khác bao vây họ, kẻ cầm đầu trông rất quen mắt, chính là tên sát thủ chân dài đã bị Machete rút ruột. Hắn ta không nói nhiều, lập tức cầm dao chặt đứt đầu Marcos. Đám người còn lại vậy lấy Machete và bắn, khiến anh thủng lỗ chỗ cứ như cái sàng. Thế là Machete chết. Nhưng rồi anh lại tỉnh. Đừng hỏi tôi sao tỉnh lại được, làm sao tôi biết chứ. Sau khi tỉnh lại, Machete thấy người mình trơn nhẵn, không hề có vết thương nào. Quay đầu lại thì thấy thi thể của Marcos đang nằm trình hình bên cạnh, tim của hắn đang được đựng trong bình thủy tinh. Machete rất tò mò, không biết thế lực nào mà lại siêu đến vậy. Giáo sư Luzer xuất hiện, giới thiệu cho Machete biết nơi anh đang ở là căn cứ thí nghiệm, còn ông là người phụ trách của căn cứ này. Dự án mà họ đang nghiên cứu là tìm cách để xây dựng một quốc gia trong không gian ngoài thiên thể. Luzer muốn mời Machete cùng ông thực hiện dự án đó. Ông cho anh xem một loại vũ khí uy lực khủng khiếp. Để xem năng lực của Machete đến đâu, Luzer gọi ra ba tên sát thủ. Ông sở hữu kỹ thuật nhân bản. Kết quả của cuộc chiến này không cần phải nói, dùng chân nghĩ cũng đủ biết. Luzer rất hài lòng, ông tìm đến Machete chính bởi vì anh có khả năng chiến đấu mạnh mẽ này. Nếu ông nhân bản Machete thành một đội quân, thì đừng chỉ nói đến việc thống trị trái đất, đến thống trị không gian ngoài thiên thể cũng không thành vấn đề. Nhưng Machete không bằng lòng. Thấy vậy, Luzer cũng rất không bằng lòng. Hai người bắt đầu chiến. Machete thấy thế bất lợi, tìm một chiếc xe trông rất kỳ dị trốn đi, đến chỗ một chiếc máy bay trực thăng. Bạn tốt của anh, Luz, đã lái nó đến để đón anh. Lúc Machete lên máy bay, người của Luzer đuổi đến. Anh nhìn thấy Luz khởi động máy bay, chân vịt đang hoạt động liên hồi. Chuyện gì xảy ra tiếp sau đó, chắc mọi người cũng đoán được, đó là chiêu thức giết người kinh điển của Machete. Xong việc, anh thu vũ khí thần thánh về, tiếp đất đẹp mắt, rồi rời đi cùng Luz. Về đến căn cứ, Machete gọi điện cho Blanca, muốn nói với cô về chuyện Luzer, mà không biết rằng Blanca chính là người của Luzer. Blanca định bắt anh đưa về cho Luzer. Vào lúc cấp bách, Luz lại đem theo người xuất hiện, Blanca lên xe chạy trốn. Machete đuổi theo cô ta thì bị hất xuống. Bị phụ nữ lừa, Machete vô cùng tức giận, quyết định đem người đến tìm Luzer báo thù. Lúc này Luzer đang phát biểu, chuẩn bị đem theo thuộc hạ ngồi tên lửa ra không gian ngoài thiên thể, thì Machete cùng đồng đội kéo đến đánh và tìm thấy tim của Marcos. Thời gian đến lúc tên lửa đạn đạo kích hoạt còn 4 phút, anh đưa chuyên gia gỡ bom đến, nhưng anh ta cũng không hiểu bom này phải gỡ kiểu gì. Khi họ đang vắt óc suy nghĩ thì Luzer đến, bắn chết chuyên gia gỡ bom. Thế mạnh là, bắn chết rồi, mà đến cọng lông cũng không để lại. Machete nghiêm nghị, cầm mã tấu lên chuẩn bị quyết chiến với ông ta, nhưng vô tình lại nhìn thấy một chiếc mặt nạ quen thuộc, thì ra Luzer chính là kẻ đã giết bạn gái anh. Machete nổi cơn thịnh nộ, anh phải dùng ngọn lửa hận thù này thiêu chết Luzer. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đã nói là sẽ thiêu chết thì sẽ không chém chết ông ta. Hai người cầm mã tấu quyết đấu một hồi. Machete nắm được cơ hội, bắn dây cáp trong tay vào trúng máy phun lửa trên bàn, kéo miệng phun của máy về hướng Luzer, thiêu cháy mặt ông ta. Thôi đừng hỏi máy phun lửa được mở như thế nào, ai mà biết được. Luzer rất phẫn nộ vì dung nhan bị hủy hoại, ông ta đeo mặt nạ lên, trước mặt nạ dường như có ma lực gì đó, khiến Luzer được khôi phục lại sức mạnh. Cùng lúc đó, Luzer đã bị Blanca bắn trúng con mắt lành lặn còn lại, giờ thì hoàn toàn mù dở. Nhưng phe ác không bao giờ có thể đánh bại phe thiện được. Tuy không nhìn thấy gì nữa, Luz cuối cùng vẫn đánh bại Blanca bằng chính chiếc vương miện Blanca đội trên đầu. Các cách thức giết người trong bộ phim này đúng là hết sức kỳ cục. Dù đã chiến thắng, nhưng Luz lại bị Luzer khống chế. Một làn khói mù tỏa ra đã biến Luz thành búp bê sắt, thật không hiểu nổi là vũ khí kiểu gì. Sau đó, Luzer đặt tất cả người phía Machete dưới tầm kiểm soát, đưa toàn bộ đám người đó cùng bay vào không gian ngoài thiên thể. Ông ta muốn xây dựng một quốc gia mới ngoài đó. Machete vẫn chưa biết mình đã bị bỏ lại, anh đang nỗ lực tìm cách gỡ tên lửa đạn đạo. Thời gian kích hoạt của tên lửa đã điểm, nó bay vụt đi rất nhanh. Machete ôm chặt lấy tên lửa nên cũng bay đi theo. Anh cắt bừa một sợi dây, tên lửa đã được gỡ thành công, rơi xuống nước. Machete vừa bò lên bờ, đã thấy Tổng thống bước đến nói, ngạc nhiên chưa? Anh đã cứu nước Mỹ, là vị anh hùng dân tộc của chúng ta. Sau đây tôi sẽ giao cho anh một nhiệm vụ mới, chúng tôi sẽ đưa anh lên không gian ngoài thiên thể bằng tên lửa, mục tiêu là xử lý giáo sư Luzer. Vậy nên Machete mặc đồ bay bước lên tên lửa xuất phát. Đây là cuộc truy sát xa xôi nhất mà tôi từng được biết. Người ta đã ra khỏi trái đất rồi mà vẫn không tha. Nhưng câu chuyện cũng đến đây là kết thúc. Những cảnh sau đây là phần 2 của series Machete. Các tuyệt chiêu của nhân vật chính đã được mọi người tổng kết lại. Thứ nhất, dù xấu nhưng vẫn có phụ nữ yêu. Thứ hai, mạng lớn sẽ không bao giờ chết. Nhưng lý lịch của anh đâu chỉ có vậy. Tiếp sau đây, Machete sẽ cầm mã tấu,
giết ra Bắc Mỹ, chém vào vũ trụ.